mày đúng là anh em tốt của tao luôn ấy. Gặp chuyện gì cũng là mày giúp tao đầu tiên hết trơn. Đương nhiên rồi, anh em thì hoạn nạn có nhau chứ. Hai đứa lại anh nói chuyện chứ. Ồ, có chuyện gì vậy anh? Anh thấy đợt này thì hai em làm rất là ok đấy. Thì trong công ty của chúng ta đang cần một cái người làm về trưởng phòng về nhân sự. Thì anh cần một trong hai em, người nào cũng được. Thì hai em thương lượng với nhau nhé. Dạ, để bọn em thương lượng xíu. Bây giờ xưa giờ mày giúp tao nhiều rồi. Bây giờ như thế này đi, nói với anh Linh là anh duy trì cho nó công bằng. Nhưng mà ta sẽ ra kéo, mày ra búa. Ok, anh Linh ơi, bọn em quyết định là sẽ quạnh du xì để cho công bằng á, anh làm chứng giúp tụi em nha. Ok. 1, 2, 3. Mày. Ok, chúc mừng Trương nhé, ráng làm cho tốt em ha. Anh Linh ơi, cái thằng. Không sao đâu em, hãy yên tâm bởi vì á là chúng ta đang có một cái văn phòng mới đang chờ vị trí trưởng phòng của khoa đến ấy. Được rồi, bây giờ hai em về làm việc cho tốt ha.